Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ thanh lý cho anh em mình là con center của Entat nha anh em nha. Đó. Con này là con loa center hàng châu Âu. Con này mới về nha anh em nha. Nhìn tổng thể con này thì cũng khá là đẹp nha. Thì cái con này á, tình trạng về là loa là zin nguyên bản ha. Loa là zin nguyên bản, loa là hát tốt nha anh em. Đó. Thì cái con này em thanh lý xả cho anh em mình giá là 1 triệu nha. Con này mới về như em thanh lý ha, là giá là 1 triệu. Và bây giờ thì trước tiên em sẽ test chất âm trước cho anh em mình nghe ha. Đó, em sẽ mở lưới ra nha. Đó, chốt rồi còn đầy đủ nha anh em nha. Đó, lưới thì rất là đẹp ha, lưới rất là đẹp. Đây. Lưới rất là đẹp nha anh em nha. Rồi, ở đây thì nó sử dụng hai con loa lời hai bên nha, hai con loa lời hai bên và một con loa trép đơm rất là to anh em nha. Đó. Loa này đều sử dụng là củ bọc từ nha, củ bọc từ và bên trong là hai từ ha, từ đôi hết nha anh em, củ rất là gấu luôn. Rồi, em test nhạc trước cho anh em mình nghe nha. Em tớp nhỏ nhạc lại nha, em test cho anh em mình nghe đoạn ngắn vậy thôi ha. Lo thì tiếng lo là em bao zin nha, tiếng lo em bao zin hoạt động tốt cho anh em mình ha. Đó. Mà con này em thanh lý á là vì lý do hàng về nó bị hở cạnh anh em nha. Đó, nó hở mấy cái cạnh nè, hở nhỏ, nó có khi mà nếu mà anh em mình về làm center á ha, anh em mình center, anh em mình đóng qua tụ để mà anh em mình trả lời karaoke á thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì về cho cam hết ha, không ảnh hưởng về cho cam hết. Đây, con center của anh test nha anh em nha, anh test để em sẽ gửi dây ra nha, em câu về em test cho anh em nghe đoạn ngắn ha. Đó. Đây, con này là anh em mình thấy cái tiếng trép nãy lên rất là cao đúng không, con này tần số nó từ 80 cho tới 20.000 Hz nha, con chép đơm nó lên tới 20.000 Hz là anh em. Đó. Nó lên rất là cao luôn bởi tiếng xì nghe rất là hay ha. Đó. 70-120W ha. Đây, con loa center hàng châu Âu nha, thùng vách thì khá là đẹp nha anh em nha, thùng vách khá là đẹp ha. Đó. Mà cũng rất là đẹp luôn, hàng về nguyên bụi cũng chưa có lau chùi luôn nha. Đây, góc cạnh thùng đây này về á, anh em mình có thể để gì dùng luôn cũng được, nếu anh em mình đấu tụ á để mà anh em mình lấy tiếng lời và tiếng trép á thì sẽ không có đánh bát không sao hết ha. Còn anh em mình muốn chơi luôn có miếng bát á thì anh em mình lấy keo á, anh em mình chích vô mấy cái kẽ này nè cho nó cứng lại. Hàng về thì em quay thanh lý cho anh em mình luôn nha, em không có làm gì hết ha. Đó, đây em thanh lý cho anh em mình luôn, lo là zin đẹp nha anh em nha, lo zin đẹp. Đó. Này về anh em mình lấy làm lo mà thôi, anh em mình cứ để center này chơi cho nó ngon ha. Ở dưới thì nó có 4 cái chân nha anh em nha, dưới nó có 4 cái chân. Đó, lo trép đơm nhìn rất là ấn tượng luôn, rất là đẹp. Và hai con lo lời hai bên. Đó. Thì tình trạng em báo rõ rồi nha. Nè, đây nó có hở mấy cái cạnh nè. Đó. Thì này về anh em mình có thể cho keo vô ha, cho keo vô cho nó cứng lại nha. Đó, đây. Rồi, con này em thanh lý giá 1 triệu nha. Tiếng lo thì em bao zin hát tốt nha, chỉ có cái thùng thôi. Đó. Còn ở này về mà anh em, nếu mà anh em mình đấu qua tụ á ha, đấu qua tụ nó cắt bỏ bát đi rồi thì chỉ giữ lại tiếng lời và tiếng trép thôi, thì anh em mình cứ để nguyên gì dùng luôn, nó không ảnh hưởng gì hết nha, không ảnh hưởng gì hết. Còn như em nãy em test em đấu trực tiếp thì nó khác ha, đấu trực tiếp với ga bát luôn thì nó sẽ bị hở hơi á, hở hơi nha anh em nha. Đó. Anh em về anh em mình cho keo vô mấy cái kẽ này nè. Đó. Anh em mình cho keo vô ha, rồi anh em mình đóng lưới lại và chơi thôi. Còn anh em mình đấu qua tụ làm lời rồi thì khỏi cần làm gì cũng được, cứ để vậy mà chơi thôi anh em, không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi, con này em thanh lý giá 1 triệu nha. Con này em thanh lý giá 1 triệu, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em sớm ha. Và em xin được kết thúc clip tại đây. Em xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Em xin chào và hẹn gặp lại.